Cento DSI là một từ tiếng Ý, dịch sang tiếng Việt nó có nghĩa là 110. Nhưng Bugatti thì là một hãng siêu xe đến từ Pháp cơ mà tại sao nó lại có tiếng Ý nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay trong clip này. Chào mừng các bạn đã đến với chi tiết xe Bugatti Cento DSI. Bugatti được thành lập vào năm 1909 và vào năm 2019, hãng xe này nhân dịp kỷ niệm 110 năm đã chính thức giới thiệu tới công chúng tại một triển lãm siêu xe tại Mỹ, một siêu phẩm mới của họ mang tên Bugatti Cento DSI. Được lấy cảm hứng và tri ân một mẫu xe cũ có tên 110, đó là chiếc xe Bugatti EB110. Chiếc xe EB110 được ra đời vào năm 1990 và là mẫu xe duy nhất của Bugatti, không được sinh ra tại Pháp mà là tại Ý. Lý do là thời điểm đó thì Bugatti được cầm trịch bởi một ông chủ người Ý, và đó cũng chính là lý do tại sao Cento DSI được đặt tên theo tiếng Ý, nhằm thu hút thêm sự chú ý về lễ kỷ niệm 110 năm thành lập của công ty này. Ngoài lề một chút thì mẫu xe EB110 được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng Marcello Gandini. Ông đã từng thiết kế ra mẫu xe Lamborghini Miura. Tuy nhiên thì về chiếc EB110 này thì lại không để lại nhiều ấn tượng tới công chúng, nếu không muốn nói là phế và không thành công cho lắm. Không lâu sau đó thì năm 1998, Bugatti được mua lại bởi tập đoàn Volkswagen. Trở lại với chiếc Cento DSI. Cento DSI chỉ được sản xuất giới hạn có 10 chiếc duy nhất mà thôi. Nhưng mà để bắt gặp được một chiếc xe Cento DSI này ngoài đời thì có khi anh em phải sống cả đời cũng chưa được tận mắt thấy một lần chiếc xe này đâu. Về giá cả thì đương nhiên là không phải bàn rồi. Là một mẫu xe phiên bản đặc biệt, và về mặt ngoại thất cũng như là nội thất thời thượng của một chiếc siêu xe hàng đầu thế giới, Cento DSI có giá lên đến 9 triệu đô, khoảng 200 tỷ Việt Nam đồng chưa thuế. Con số này thậm chí gấp đôi cả Bugatti Chiron. Và cũng như thường lệ thì ngay cả với những mức giá cao ngất ngưởng này, cả 10 em xe này được công bố vào năm 2019 đều đã có chủ. Và một trong 10 ông chủ của chiếc xe Cento DSI này thì có sự xuất hiện của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Cento DSI là một sự khác biệt lớn so với thiết kế tiêu chuẩn của Bugatti Chiron. Trong khi Bugatti Chiron trông vẫn rất giống với Veyron thì Cento DSI tự hào có thiết kế góc cạnh hơn. Và đó là bởi vì thương hiệu đến từ Pháp muốn Cento DSI trông giống như một phiên bản hiện đại của EB110 của thập niên 90, mặc dù phần đầu xe và thân xe vay mượn được một số yếu tố đến từ thiết kế của EB110. Nhưng phần đuôi xe Cento DSI lại gần như không có sự kết nối nào. Đuôi xe của Cento DSI là sự pha trộn giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại với sự hiện diện của đèn LED hình viên thuốc, kéo dài từ bên này sang bên kia, 3D rất đẹp. Ngoài ra thì chiếc xe này cũng được chế tạo một cách tỉ mỉ và sẽ mất đến 2 năm để có thể chế tạo tất cả 10 sản phẩm này. Và hãng xe này cũng cho biết thì Bugatti Cento DSI sẽ được đến tay khách hàng vào năm 2022. Tuy nhiên có một điều là Bugatti Chiron cũng đã từng trải qua một vài đợt thu hồi về các vấn đề như là trục lái bên trái phía sau có thể bị gãy này, hệ thống kiểm soát không ổn định hay là bị trục trặc này. Cả hai vấn đề khác của Chiron thì là túi khí có lúc triển khai không chính xác, giá đỡ ghế tựa thì được hàn không đúng cách. Nói chung là qua những cái sự cố này của Bugatti Chiron, hãng xe cũng đã rút ra được nhiều bài học sâu sắc cho siêu phẩm tiền nhiệm. Và để giúp bạn yên tâm hơn thì Cento DSI đã phải trải qua rất nhiều bản thử nghiệm về thời tiết nóng gay gắt cũng như là độ bền để đảm bảo rằng là nó có thể hoạt động tốt trong các điều kiện khắc nghiệt hoặc là loại điều kiện mà nó có thể sẽ không bao giờ tiếp xúc trong suốt quãng thời gian tồn tại. Khi so sánh với Bugatti Chiron, Cento DSI có phần rộng hơn và thấp hơn một chút. Chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở thì không thay đổi, nhưng nhờ sử dụng nhiều hơn các vật liệu composite, Cento DSI nhẹ hơn 20kg so với Bugatti Chiron. Với động cơ W16 tăng áp kép 8,0 lít, công suất lên đến 1.578 mã lực, Cento DSI có khả năng tăng tốc từ 0 đến 400km/h chỉ trong vòng có 2,4 giây, 0 đến 200km/h chỉ trong 6,1 giây và 0 đến 300km/h trong 13,1 giây. Và tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 380km/h. Điều này cho thấy là Cento DSI có khả năng tăng tốc tuyệt vời, mạnh hơn Chiron khá là nhiều. Tuy nhiên tốc độ tối đa thì không bằng. Dù sao thì ngay cả 300km/h ở ngoài đời thì nó cũng là cả một vấn đề siêu lớn rồi. Nên là phần thua về tốc độ tối đa này thì không có quá nhiều điểm nhấn để mà so với trong game. Và đương nhiên là sức mạnh cũng không phải là điều gây sốc ở chiếc xe này, mà rõ ràng mức giá chính là cái thứ mà người ta bàn tán nhiều nhất. Khi so sánh chiếc Bugatti Cento DSI với chiếc Bugatti Divo, Cento DSI thì không phải là mẫu xe duy nhất mà Bugatti sản xuất kể từ thời Chiron, được đặt theo tên của tay đua người Pháp.
Albert Divo. Thì đây là chiếc Bugatti Divo có ý nghĩa đóng góp vào di sản xe đua thể thao của Bugatti. Cùng một loại động cơ cung cấp năng lượng cho Chiron, nhưng trong thực tế thì Divo tạo ra đến 1.479 mã lực, trong khi Chiron thì được tạo ra để theo đuổi các kỷ lục về tốc độ tối đa, thì Divo là ý tưởng của Bugatti về một chiếc siêu xe đường đua. Có cùng tốc độ tối đa với Cento DSC là 380 km/h. Tuy nhiên, vì nó được xây dựng trên các góc cua, Bugatti Divo sẽ trở nên nhanh hơn rất nhiều khi vận hành trên các đường đua và nó cũng trông hoàn toàn phi thường, thậm chí là còn nhẹ hơn cả Cento DSC. Bugatti Cento DSC tốt hơn vì cái độ hiếm của nó, nhưng mà nếu bạn cần một chiếc xe có khả năng thực sự trên đường đua thì nhiều người vẫn sẽ lựa chọn Bugatti Divo. Về tổng quan chung, Bugatti Cento DSC không thực sự là một chiếc xe hơi, mà đây như là một tác phẩm nghệ thuật về siêu xe. Cho dù tác phẩm nghệ thuật này thì có thể trừu tượng và không hấp dẫn như thế nào, nó cũng không phải là loại xe bạn mua về cách nó lái hay là những trải nghiệm của bạn khi mà bạn cầm vô lăng. Đó không phải là một chiếc xe mà bạn sử dụng trên các chuyến đi xuyên quốc gia, cũng không phải là chiếc xe bạn muốn mua vì bạn muốn lái nhanh nhất có thể, bởi vì Chiron có thể làm tốt hơn ở điều này. Ngoài ra thì nhiều tùy chọn khác trên thị trường đáp ứng được các tiêu chí đó, và một số loại xe thì cũng có thể đáp ứng được tất cả chúng cùng một lúc cơ. Cento DSC chắc chắn là một chiếc xe bạn mua mà chỉ có hai lý do mà thôi. Thứ nhất là để thể hiện như một khoản đầu tư trong tương lai nhờ mức giá lên đến 200 tỷ của nó, và về Việt Nam thì mình nghĩ nó có thể bị đẩy lên đến 300-400 tỷ là chuyện bình thường. Thứ hai là về do độ hiếm của nó, anh em có thể thấy được là siêu xe càng hiếm thì trong một quãng thời gian dài, càng ngày cái mức giá nó cũng sẽ càng tăng và càng ngày nó cũng sẽ càng hiếm đi. Tuy nhiên, nếu mình mà có 200 tỷ trong tay thì mình sẽ quất ngay một em Bugatti Chiron, và với số tiền còn lại là hơn 100 tỷ thì mình sẽ sắm được thêm rất rất nhiều những mẫu xe khác để lấp đầy gara trong nhà mình. Bước vào Advan 9 khá muộn so với tựa game Advan 8 tiền nhiệm. Tháng 7 năm 2022, Bugatti Cento DSC gia nhập trong một bản cập nhật có kèm sự xuất hiện của Bugatti EB110, được lựa chọn ra mắt với sự kiện Driver Syndicate lần thứ 5. Cento DSC hứa hẹn là một chiếc xe tiếp theo được xếp vào hàng ngũ những chiếc xe hiếm nhất trong game. Do sự kiện này thì quá là khó, và để chinh phục được những chiếc xe này thì người chơi sẽ phải tiêu tốn rất 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 nhiều tiền. Tuy nhiên, ngay trên kênh Advan 9 Martini thì cũng đã có clip review về chiếc xe này rồi. Có đến 6 chiếc xe Bugatti trong Advan 9 thì 5 chiếc đã chiếm slot ở Class S. Phần lớn là do tốc độ tối đa của những chiếc xe này đều rất cao, cho nên Game Loft đã bám sát đời thực đưa vào trong game, và Class S không thể làm điểm đến hợp lý hơn. Cento DSC theo mình trải nghiệm và đánh giá thì đây là một trong những chiếc xe có bộ chỉ số ổn định nhất của hãng xe này. Điểm nhấn là tăng tốc siêu khủng, nitro thì quá trâu, drift không bị trôi, tốc độ 380 km/h bám sát so với đời thực, và cả bốn chỉ số này đều cho thấy đây là một trong những chiếc xe dễ đua, phù hợp ngay cho cả những người chơi top driver. Cũng với bốn chỉ số này thì mình thấy đây là một bản nâng cấp chất lượng so với chiếc Bugatti Divo. Ngoài ra, sự ngầu lòi về mặt thiết kế này cũng đem lại trải nghiệm tốt cho người chơi hơn, tăng sự hưng phấn cho người cầm lái, đặc biệt là Cento DSC hay là bất kỳ mẫu xe nào của nhà Bugatti. Theo mình, với 5 chiếc xe S của Bugatti, bỏ qua mức rank khách quan mà Game Loft đã tạo ra cho từng con xe thì đây là mức độ thăng tiến sức mạnh của 5 em xe này, theo mình đánh giá cá nhân nhé. Và sau đây thì các bạn hãy cùng mình trải nghiệm chiếc xe này trong multiplayer nhé.
You look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic, before I knew it, we talked. And I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me.